chương 1 nghe chọn bộ tại mê audio com Thế là thời gian 3 tháng hè kết thúc. Xong ngày hôm nay nữa là to những ngày hè. Nên tôi rủ minh minh gạch dưới đứa bạn thân của tôi đi chơi khắp nơi, gọi chính xác là rong từng ngõ hẻm của thị xã, và thưởng thức nhiều món ngon và khi về thì. Một tên nào ca biết đâm vào tôi khi tê chưa ra khỏi một ngõ hẻm nhỏ. Tôi cáu tiết. Mắt mũi để đâu ZK có mắt nhìn à, cái tên đáng ghét đó chỉ nhìn tôi rồi nói khiến tôi ghét cái tên đó mãi. Xấu thế mà bắt ân ta nhìn. Nói xong hắn chạy ít với đám bạn của hắn, tôi chưa dựng xe lên thì lấy ngay chiếc dép đang ma kinh trọi ngay đầu hắn, nhưng hụt mà sao chiếc dép cũng mất luôn ùi tê la lớn với giọng ba chằn lửa. Xấu cái đầu mày á à minh minh vừa nới cho à dịu vừa dựng xe dậy dùm tôi thôi mà thôi mà bớt giận đi tớ dẫn cậu đến chỗ này có món ngon lắm ngờ tới món ăn ngon làm mắt tôi sáng lên quên cả chuyện khi nãy và chiếc dép hì đi liền ngày hôm sau tôi chuyển tới một ngôi trường trên tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu cv of cha mẹ t đó là một tê dê ôi trường rất lớn và rất đẹp hoa uống quanh làm tôi mê tít khi lúc mới vào trường tại lớp 11A3, cô giáo bước vào thì cả lớp đứng dậy hết, sau khi cho mọi người ngồi xuống cô mới cất tiếng. Cô giáo cười, lớp uy có gì thay đổi gì so với năm rồi? Gạch dưới dạ ca gạch dưới năm nay cũng giống năm rồi cô ơi gạch dưới cô làm chủ nhiệm lớp này hả? Nhiều câu hỏi, câu trả lời đặt ra làm cái lớp như cái chợ. Cô vỗ tay gạch dưới như một cách nhắc nhở mọi người im lặng cô giáo cười nhưng năm nay lớp ta có thay đổi chút ít rồi cô nhìn ra cửa nơi tôi đứng em vào đi ôi ca tim tôi sao đập thình thịch vậy nè tôi đang sợ đúng hơn tôi đang run lên vì phải vào học một lớp lạ lẫm trong khi những người bạn thân cực thân lại sống ở thị xã cuối cùng tôi cũng lê từng bước chân chậm chạp đến cạnh cô cô cười hiền em tự giới thiệu với các bạn đi tôi vẫn còn run dạ dạ chào 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 Gạch dưới làm gì chào hoài vậy? Gạch dưới bạn A gạch dưới giới thiệu đi chứ. Gạch dưới bạn B gạch dưới bị bệnh cả 5 à, gạch dưới bạn C gạch dưới cả. Cà, 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 lam, lam gạch dưới bạn s SA gạch dưới cả lớp cười cô nghiêm nghị. Các em im cho bạn giới thiệu nào, rồi cô quay lại nhìn tôi cười hiền, em giới thiệu tiếp đi ca gì phải sợ cả giờ tôi thì đang tức cái bọn dưới mấy bàn kia lắm nhưng nghe cô nói vậy mọi sợ hãi gần như biến đi đâu mất hết mà là một cái cười cố gắng tôi. Chào mọi người, mình tên là Linh Đan, mong mọi người giúp đỡ mình trong những giờ học trong năm nay cô, nhíu mày. Cả lớp, như hiểu lệnh, cả lớp vỗ tay đều ghê ô lắm, chắc cả lớp có tập trước gì quá, tôi nghĩ vậy. Thì cô giáo nói tiếp ở bàn cuối còn chỗ trống, em đến đó ngồi tạm đi tôi liếc mắt nhìn qua chỗ cô chỉ. Chương 2, nghe chọn bộ tại mê truyện audio com Tôi liếc mắt nhìn qua chỗ cô chỉ và thằng bạn ngồi cạnh cái thằng bạn mới lại đang cúi mặt nằm trườn trên bàn vẻ buồn ngủ lắm. Tôi từng bước đến chỗ đó mà cầu trời sẽ tai qua nạn khỏi khi ngồi cạnh cậu bạn này vip trước khi đến đây, tôi có tìm hiểu xem lớp học mới sẽ như thế nào. Và tôi biết đến một nhân vật rất nổi tiếng của lớp này là một tên bệnh hoạn, tôi nghĩ quậy cực quậy, sự thật học giỏi cũng thật 100% và đẹp trai vụ này thì không biết. Mà nhìn chung lớp này giờ không ai toát lên vẻ đó nên tôi nghĩ cái nhân vật đáng chú ý là tên ngồi cạnh rồi. Tôi đến chỗ ngồi nhưng vẫn còn run, lúc đó tôi miên man trở lại vài ký ức vào ngày đầu tiên vào cấp 2 nơi gặp những đứa bạn tôi yêu mến. Đúng rồi đó, tôi là Nguyễn Hoàng Minh Đan, nghe mẹ tôi nói đặt tên vậy cho tôi lúc nào cũng vui vẻ không ngờ cũng thật. Cuộc sống của tôi tuy không sống cùng cha mẹ nhiều năm, cha mẹ mắc công việc bận ở tỉnh trong khi tôi lại sống gần thị xã ở nhà ngoại nên gọi sống không cùng cha mẹ cũng có gì sai đâu. Bà ngoại là người dẫn tôi vào cấp 1 cũng như cấp 2 nên suốt 10 năm tôi xem ngoại như cha như mẹ của mình. Nhưng sau khi kết thúc lớp 10, Mơ Út lại sinh đứa con đầu lòng, không ai chăm sóc nên rước ngoại qua đó nên tôi cũng từ đó mà chuyển sống cùng cha mẹ ở tỉnh này. Ở cấp 2 tôi có thằng cùng một nhóm bạn đó là Minh Minh, đứa đi chơi cùng tôi hôm bữa, Anh Thảo, Hoàng Mạnh, Đức Hải. Hoàng Mạnh vì giận gia đình nên cuối năm lớp 9 cậu ấy bỏ nhà lên thành phố sống, lâu lâu cũng về vài lần, vẫn vui tính như ngày nào. Anh Thảo vì gia đình khó khăn nên nghỉ học rất sớm, sớm hơn cả Hoàng Mạnh nữa. Đức Hải thì cùng gia đình chuyển qua Mỹ sống do múi giờ khác với Việt Nam nên cũng hơi khó để liên lạc nhưng chúng tôi vẫn trao đổi thông tin qua thư từ thỉnh thoảng. Hiện giờ thì chỉ còn tôi và Minh Minh học chung đến lớp 10, nhưng giờ lại một lần nữa lại chia tay và tôi chỉ có một mình nên lớp học lại lặng. Chương 3, nghe chọn bộ tại mê audio.com tôi nghe liền gật đầu dạ một tiếng mẹ cũng bắt đầu ăn cũng gật gật đầu tỏ ý đồng tình với cha đang bỏ một ít cá vào miệng thì cha tôi lên tiếng cha ở lớp thế nào con tôi cười hì vui vẻ đáp lời cha vui lắm ạ à, con quen rất nhiều bạn mới cô giáo nhìn có vẻ nghiêm khắc nhưng cô dễ thương lắm ạ à. trường lớp thư viện cả những hàng cây đều rất beautiful nạ à, bla bla Tôi nói mà không ngớt lời khen ngợi, mẹ cười. Vậy sao? Tôi? Vâng ạ, à, vui nhất là lúc về có bốn cô bạn trong lớp mới của con tự nguyện làm hướng dẫn viên cho con nữa. Mấy bạn ấy dễ thương và dễ gần lắm kể cho con nghe đủ mọi thứ về ngôi trường. Tùng tùng tùng. Tiếng trống trường vang lên giòn dã như kéo từng mảnh trời mùa hạ đi nơi khác thay vì đó là bầu trời trong xanh mùa thu. Cô giáo cười nhưng vẫn ở khuôn mặt nghiêm cô chào các em nhớ là hai ngày nữa là chúng ta vào học chính thức đó nghe chưa cả lớp đứng chào cô đồng thanh dạ ran một tiếng rồi lôi quyển vở trong bàn ra đi về tôi định làm quen thằng bạn kết bên cho đỡ rắc rối sau này nhưng mới quay chỗ khác rồi quay lại là tên đó đi về từ lúc nào nản tôi cũng định về thì bốn cô gái gạch dưới thành viên trong lớp tôi gì đó đi lại cả bốn người cười với tôi rồi khẽ lên tiếng chào bạn chúc mừng bạn trở thành thành viên mới của lớp mình một trong bốn cô lên tiếng tôi cười với bốn cô một cô kế lên tiếng bạn mới về đây chắc ngỡ ngàng lắm để tụi mình làm hướng dẫn viên không công cho bạn nha thiệt hả tôi cười tít mắt gật gật đầu đồng ý tự giới thiệu mình là loan dương thị thùy loan người thứ ba mình là hoàn nguyên người thứ hai mình là nguyệt nghĩa là trang đó người thứ tư còn mình là Minh Thảo, tính mình hơi sôi động một tí có gì bạn đừng bận tâm nha. Thấy bốn người vui vẻ tôi cũng ư mê mơ một tiếng, mình là Linh Đan, mong các bạn giúp đỡ tôi cười. Bỗng hai tay tôi bị Nguyệt và Thảo lôi đi, dẫn tôi ra khỏi dãy phòng học xuất hiện một dự phòng khác rất sạch, à không, rất sạch đẹp chứ. Loan chỉ chỉ vào phòng cho tôi rồi nói. Loan, đó là phòng đoàn, phòng thực hành, phòng bộ đám. Nguyên, còn nơi này, chỉ cái phòng kế bên chỗ tôi đứng là thư viện. Tôi hả một tiếng rồi áp mặt vào cửa kính để coi bên trong. Quay trở ra với khuôn mặt hớn hở. Nhiều sách quá, Nguyệt, ừ bây giờ mới vào trường chỉ để sinh hoạt lớp nên phòng chưa mở nên chúng ta chưa đọc được đâu. Ừm lần này Thảo lại kêu tôi đến một con đường đầy cây xanh, khoảng giữa là một cái sân rộng, sân bóng rổ thì xây xa xa, sân cầu lông nhìn mà tôi thích học trường này quá thảo đẹp không cười tôi đẹp hớn hở loan đây là nơi chúng ta sẽ học thể dục còn sân bóng rổ cầu lông nếu ai có nhu cầu tăng cường sức khỏe thêm thì có thể tham gia nguyệt tuy thể thao không là sở trường của bọn mình nguyên dài dòng quá nói chung là giờ tệ đi bất giác cho cười lớn thảo cười gì mà cười cậu nói hơi trầm hơn so với giọng ban đầu của cậu ấy bạn nghe mình kể cái này xong là bạn hết cười luôn ác tôi bỗng sựng lại tôi thu lại nụ cười và thay vào đó là cái nhíu mày thảo kể tiếp thảo nghe nói rằng trường này có ma đó đó là một con ma nữ có khuôn mặt trắng bệch mắt màu đỏ máu hằng đêm xuống lại đi khắp nơi từng nơi con ma đi qua để lại một chất bềnh bệt màu đỏ như máu mà cái sân này là nơi thường xuất hiện nhiều vết vậy lắm nên có thể con ma đó đang ở một nơi nào đó quanh đây lặng lặng nhìn chúng ta không chừng. Vừa nói Thảo vừa diễn tả làm câu chuyện càng ghê rợn thấy tôi sầm mặt ờ thì run đó, Thảo tạm dừng câu chuyện hỏi tôi. Bạn không tin hả? Tôi ấp úng ơ, ờ, ơ, cái. Cái đó là phản khoa. Khoa học làm gì có chuyện đó chứ, Thảo cười với khuôn mặt ma quỷ cậu ấy làm bộ mặt đó, khẳng định câu chuyện mình nói, Thảo kể tiếp. Bạn không tin thì thôi, vậy mà mình thấy một người đang run đó nha. Thảo gật gật đầu tỏ vẻ, sau đó lại là một giọng man dợ. Có một người nhìn thấy con ma đó rồi. Chị đó để quên vợ ở đây nên quay lại lấy thì gặp con ma đó. Ngày hôm xa chị đó bệnh mà nhập viện luôn. Hả gạch dưới tôi la lên lùi lùi ra sau đụng vào một gốc cây thảo nói tiếp. "Kìa con, con ma ở trên cây kia." Tôi la lên chữ a thật lớn rồi ngồi phịch xuống lấy tay ôm đầu. "Ma, ma ơi mày đừng bắt tao." Chương 4, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích, tôi ngước đầu lên tưởng sẽ đối diện với con ma ghê rợn kia nhưng tiếng cười phát ra từ những người bạn lúc này tôi cố bình tĩnh hơn lúc nãy rồi nhìn lên tán cây không có con ma không có nó hay là mình van xin nên nó đi rồi nó tha mạng mình rồi ý nhưng mà tại sao mấy bạn ấy lại cười hay sợ quá nên phát điên luôn rồi nhỉ thảo gãi gãi đầu loan tiến lại chỗ tôi dìu tôi dậy nguyệt nhìn tôi vẫn cười khúc khích nguyên đánh vào vai thảo một cái nhẹ như nhắc nhở cậu thiệt là tôi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì Thảo bước lại chỗ tôi vẫn còn gãi gãi đầu. Thảo, ạc mình xin lỗi, dừng một lát xem sắc mặt tôi vẫn chưa hiểu gì thì nói tiếp. Cái vụ con ma ấy á, ừ, ừ chỉ là mình tưởng tượng thôi à, mình chỉ. Hì hì chương 5, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Ngày hôm sau, ring 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 tôi, alo, mày không nhớ tao sao, thằng bạn thân. À, tao mới mua điện thoại mới nên định gọi khoe mày nè. Hì hì, tao khỏe lắm, cảm ơn, còn mày? Hả, thiệt hả? Ừ, lúc đó tao sẽ về. Ừ, hì hì, ngày next trên đường đi học tôi nhớ lại lời của bốn người bạn quen hôm trước. Tôi, wow, ở đây đã quá à, mình ước gì năm sau cũng được học ở đây và học chung mấy bạn nữa, tôi nói hớn hở khi thăm xong một vòng trường. Thảo đánh vào vai tôi một cái rồi cười trường này bạn học lúc nào trả được hay muốn năm sau chuyển trường nữa hả rồi thảo cười hì hì tôi không không ý mình vẫn là nguyên đánh vai thảo một cái lắc lắc đầu tỏ vẻ nghiêm trọng hai cậu lại nữa loan vậy bạn còn thắc mắc gì về trường mình lớp mình nữa không hỏi luôn đi bạn mình giải đáp dùm cho thảo cùng gì thì tụi mình cũng đang là hướng dẫn viên không có lương cho bạn mà tôi cười rồi bắt đầu thắc mắc của mình, gọi là sao ta? Nói là một tờ sớ của táo quân báo cho Ngọc Hoàng biết tình hình trần gian mà hết nữa ngày cũng chưa xong, chắc cũng gần bằng vậy. Hình như mấy bạn đó hoa mắt, chóng mặt, điếc tay, đau đầu. Khi nghe tôi đọc xong tờ sớ thì phải. Tôi xoa cầm suy tư một hồi liền hỏi. Vậy cái cậu bạn kế bên mình thì sao? Bị gãy xương sống hả? Loan, lưng người ta thẳng đàng hoàn, gãy đâu mà gãy. Thảo, hay mới vô mà đã có ý với người ta rồi đó. Tôi lắc đầu xua xua tay. Thảo xoa xoa cầm làm bộ dạng hết sức mắc cười. Mà cũng đẹp trai thiệt cậu ấy kéo dài chữ thiệt rồi nhìn tôi. Tôi cười nửa miệng đừng nghĩ tôi méo mỏ dùm cái tôi đang tức giận đó. Nguyên thở dài vì cô bạn thân của mình lại bắt đầu. Nguyệt nãy giờ im lặng bắt đầu lên tiếng, hình như cậu ấy ít nói nhỉ. Lớp mình không chỉ có bạn là học sinh mới mà còn một người nữa. Thảo xoa xoa cầm cố suy nghĩ gì đó suy tư. Tên gì nhỉ? Bỗng Thảo khẽ nhíu mày rồi gương mặt lại hớn hở như nhớ ra. Ừ đúng rồi. Tôi cũng nôn nóng bạn ấy nói cái tên. Thảo. Heo tay xanh, rồi cười hì hì. Dầm dầm dầm, u một cục. Nguyệt tên tiếng Anh, hình như là Rick thì phải, Rixi, tên ngộ thiệt tôi nhíu mày. Loan, nghe nói đâu là thằng bạn thân của thằng bạn mới của bạn đó. Ừ tôi gật đầu nhưng thằng bạn mới tên gì? Nguyên trả lời dứt khoát. Duy nhưng tên thường gọi là Ken, tuy được nhiều người yêu quý vì cái khuôn mặt, ra thế, học tập nhưng mà cái thằng đó bạn khổ dài dài. Cầu cảnh báo của Nguyên trước khi ra về tôi nhớ như in cuối cùng cũng đến lớp sau khi chào mọi người tôi bước vào chỗ ngồi thì ra thảo ngồi ngay trước tôi còn ba người còn lại thì ngồi ngay trước thảo ngồi ngắm lớp một hơi tôi nghe tiếng trầm trồ của nhiều người ngoài cửa xôn xao như cái chợ tôi cũng không cái cổ cò mình xem là ai mà có sức lôi kéo mấy người đó như vậy hai thằng con trai bước vào nhìn thì cũng bình thường đối với tôi tôi lấy làm tức tối mấy người đằng trước chắc bị hư mắt hết rồi mới cầm trồ hai người này vậy trời. Ủa, càng nhìn càng thấy hai người này quen quen sao ấy, hình như gặp ở đâu trước đó rồi, tôi lay lay Thảo ngồi trước mặt. Tôi ục mặt mặt hỏi, ai vậy? Thảo cười cười chỉ cái người đang giơ tay chào mấy người, không có mắt ngoài lớp bằng cái nụ cười thấy ghét. Đó là thằng bạn mới, ngồi kế bạn đó còn người kia thảo chỉ người bên cạnh là người mới bên mỹ về mình bị cô đưa cái nhiệm vụ hướng dẫn thằng cha đó nè tôi như chợt hiểu vì sao hôm trước thấy bạn ấy ngồi một mình mà cô không cho ngồi cạnh thì ra chủ nhân chiếc ghế đó có rồi nghĩ mông lung chưa xong thì hai cái tên đó cũng vào tới chỗ ngồi nhìn cái mặt thấy ghét đó tôi chả thèm chào không biết sao mới gặp thằng bạn mới mà tôi ghét hắn khủng lúc trước chắc làm oan ra gì quá nhưng mà cũng lạ sao thảo đánh tay với thằng cha đó như một cách chào tôi nhíu mày khó hiểu thảo chỉ cười với tôi một cái rồi quay lên khó hiểu thiệt mà